Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Gu Chơi Xe. Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn xe Tayga mới Honda Activa 5G nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam, giá cực kỳ rẻ. Honda Activa 5G bản chính hãng sau thời gian ngắn rò rỉ hình ảnh, chính thức được đưa về các đại lý bán lẻ với thiết kế ấn tượng, giá cực kỳ rẻ. Honda Activa 5G, một dòng xe ăn khách đã có bản giới hạn với bản giá chỉ có 55.000 tiền Ấn Độ, đổi ra tiền Việt Nam là 18 triệu Việt Nam đồng. Ở thị trường Ấn Độ, phiên bản mới này có hai cấu hình Standard và Deluxe. Xe có hai phiên bản màu gồm bản màu bạc với màu trắng ngọc trai và bản màu bạc với màu đen. Sự khác biệt về nước sơn và các đồ họa độc đáo được nhìn thấy ở mặt nạ đèn pha, cản trước và tấm lốp hai bên, trong đó màu bạc kim loại và màu đen ở phần trung tâm mặt nạ xe. Ngoài ra phiên bản giới hạn còn có dòng chữ Limited Edition đi kèm. Còn nói về phần sàn để chân và yên ngồi được sơn màu nâu ở bản màu bạc trắng, còn bản màu bạc đen thì các phần này có phần màu đen. Động cơ xe sơn màu đen, xe còn có tấm chrome tăng thêm diện mạo cao cấp. Các trang bị và đặc điểm cơ khí giống như Honda Activa 5G tiêu chuẩn. Bản giới hạn có đèn pha LED hoàn toàn, công nghệ CBS làm tiêu chuẩn và động cơ 109cc làm mát bằng không khí, sản sinh ra công suất tối đa là 8 mã lực tại 7.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 9 N trên 5.500 vòng trên phút. Phiên bản giới hạn cũng đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải cao nhất ở Ấn Độ BS6. Điều đặc biệt mà làng xe hai bánh ở Việt Nam để ý tới đó chính là Honda Activa 5G có ngoại hình cực giống với xe Tayga ăn khách như Honda Lee. Thế nhưng nếu so về giá bán thì quả thực Activa 5G còn rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng một nửa so với xe Lee. Video đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem.